Xin chào quý vị khán giả truyền hình thân mến, đây là những hình ảnh tại sân vận động Hoa Xuân. Trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà SHB Đà Nẵng và đội khách Đồng Tháp trong khuôn khổ vòng đấu thứ 19 của giải bóng đá hạng nhất quốc gia VIA Sao Vàng năm 2023 và năm 2024. Còn đây là đội hình chắc chắn là ra quân với cầu thủ SHB Đà Nẵng với sơ đồ chiến thuật quen thuộc, đó là 4-2-3-1. Đứng trong thành là thủ môn Văn Cường, các trung vệ đó Duy Cương, Quang Vinh, các cầu thủ hậu vệ biên Công Nhật, Trọng Nam, những tiền vệ Hữu Dũng, Tuấn Anh, những cầu thủ trên hàng công đó Văn Hữu, Văn Long, Phi Hoàng và đá cao đó là Minh Quang. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đó là ông Trương Việt Hoàng. Còn đây là những cầu thủ dự bị bên phía đội chủ nhà. Đội hình ra quân bên phía Đồng Tháp, họ chơi với sơ đồ chiến thuật đó 5-3-2. Đứng trong thành là thủ môn Thanh Tuấn, các hậu vệ đó là Kim Long, Thắng Toàn, Anh Việt, Đình Nguyên và Hải Nam, các tiền vệ đó là Trọng Huy, Hữu Thắng, Ngọc Tỉnh. Những cầu thủ trên hàng công đó là Trung Hậu và Vũ Linh. Phi Hoàng, vậy là Phi Hoàng đứng chuyền vào, dứt điểm không được, đó là pha băng vào của Văn Hữu. Những phương án tấn công sắc nét của các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Ở trận đấu lượt đi thì Văn Hữu cũng đã có bàn thắng vào lưới của Đồng Tháp. Trong pha bóng vừa rồi thì đó là một đường chuyền quá sâu. Công Nhật dứt gãy, rất nguy hiểm. Thêm một pha dứt điểm nữa vẫn không vào. Bóng đập đúng vào xà ngang. Liễu Quang Vinh, Công Nhật, Phi Hoàng đánh đầu. Không hiểu sao trong tình huống vừa rồi Văn Hữu có thể đánh đầu lên khán đài khi mà cự ly chỉ có 4m mà thôi. Thật sự đáng tiếc cho các cầu thủ SHB Đà Nẵng. 6 phút trôi qua của hiệp 1 đang là thế trận 1 chiều. Thật sự đáng tiếc trong pha đánh đầu vừa rồi là của Văn Hữu. Phan Văn Long quá nhẹ. Bóng đi xoáy nhưng nó không thể đánh bại được thủ môn Thanh Tuấn. Vẫn còn ngược tuyến 2. Văn Hữu dứt điểm vào, đó là Minh Quang, không phải là Văn Hữu. Một pha dứt điểm cực kỳ quyết đoán của Minh Quang, và đó cũng là bàn thắng thứ 7 của Minh Quang ở mùa giải năm nay và đã giúp cho SHB Đà Nẵng ghi bàn ở phút thứ 13 của trận đấu này. Những phương án tấn công dồn dập và bây giờ các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước và ghi bàn của Minh Quang. Như vậy là Minh Quang đã băng bàn thắng đối với Phan Văn Long 7 bàn. Phương án pressing tầm cao của các cầu thủ bên phía đội chủ nhà đã thành công. Ngược tuyến 2, Quang không chế một nhịp, gạt má ngoài chân phải, sau đó dứt điểm bằng mù rất căng, hạ gục thủ môn Thanh Tuấn. Quá hay. Xử lý mềm mại và dứt điểm bóng căng như kẻ chỉ. Lợi thế bây giờ nghiêng về phía đội chủ nhà rồi, họ sẽ dễ đá hơn. Trọng Huy sẽ là người thực hiện. Không được. Bóng vẫn trong chân cầu thủ Đồng Tháp. Bật cao đánh đầu. Đó là pha đánh đầu của Trung Hậu. Nhưng bóng đã đi ra phía sau cầu môn. Chúng ta cùng xem lại tình huống đánh đầu của Trung Hậu khá nguy hiểm. Trung Hậu là mẫu tiền đạo có khả năng không chiến tốt với thể hình cao to. Phi Hoàng đường chuyền Phan Văn Long. Tỷ số là 2-0. Pha phù hợp quá hay của các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Và đó cũng là bàn thắng thứ 8 của Phan Văn Long. Đơn giản hiệu quả, chất lượng đường truyền, chất lượng quả tạt và chất lượng tình huống dứt điểm, nó quá hoàn hảo trong pha bóng vừa rồi của các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Pha phối hợp tấn công nhanh của các cầu thủ SHB Đà Nẵng khi mà đội hình của Đồng Tháp dâng cao. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 34. Lại khó khăn cho Đồng Tháp rồi.
Trước đó chúng ta hãy nhìn pha di chuyển của Phan Long cực kỳ hợp lý và Phi Hoàng cũng đã hiểu ý. Văn Hiếu, Văn Hiếu, pha đột phá của Văn Hiếu, vẫn là Văn Hiếu, tạt bóng vào. Trong pha bóng vừa rồi thì thủ môn Thanh Tuấn cũng đã bắt bài. Công Thành chuyển khá hay, có kịp không? Trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m rồi. Tình huống phạm lỗi của thủ môn Văn Cường, người vừa băng xuống rất nhanh đó là Ngọc Tỉnh. Trung hậu đơn giản nhẹ nhàng đánh lừa được thủ môn Văn Cường và rút ngắn tỷ số. Ở trong hiệp 2 khi mà đội hình của Đồng Tháp đã dâng cao, họ đã có bàn thắng trên chấm 11m của Trung hậu. Rất bình tĩnh đánh lừa được thủ môn Văn Cường. Một pha đệm lòng nhẹ nhàng của Trung hậu. Cách biệt bây giờ chỉ còn một bàn mà thôi. Thủ cũng đã có 7 bàn thắng cho riêng mình. Đánh đầu! Đó là Minh Đan. 3-1 dành cho SHB Đà Nẵng. Một pha đánh đầu cận thành của Minh Đan. Được tung vào sân ở trong hiệp 2 thì Minh Đan đã lập công. Và đó cũng là bàn thắng thứ 2 của Minh Đan ghi được ở mùa giải này cho đội chủ nhà. Võ Minh Đan năm nay 22 tuổi, cao 1m77. Minh Đan cũng là cầu thủ tài năng của bóng đá Đà Nẵng. Minh Đan là cầu thủ thi đấu đa năng, hậu vệ biên, tiền vệ cánh và tiền đạo cắm. Chúng ta cùng xem lại tình huống, mặc dù bị theo rất sát nhưng Minh Đan vẫn bật cao để hạ gục thủ môn Thanh Tuấn sau pha đánh đầu của mình. Bóng vào trong chân các cầu thủ Đồng Tháp, tạt bóng vào, đánh đầu. Pha đánh đầu bóng không trúng đích của Công Thành. Dứt điểm ngay, đó là pha dứt điểm của Trung hậu. Quả đá phạt, đánh đầu. Trọng tài đã thổi phạt cầu thủ bên phía đội khách đã có tình huống đẩy sau. Như vậy là trọng tài Trương Quang Thông đã thổi còi kết thúc trận đấu. SHB Đà Nẵng đã giành chiến thắng 3-1 trước Đồng Tháp. 3 bàn thắng của đội chủ nhà là cùng của Minh Quang, Văn Long và Minh Đan. Bàn thắng của Đồng Tháp là của Trung hậu ghi trên chấm 11m, một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng của các cầu thủ SHB Đà Nẵng trước Đồng Tháp. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.